nghiên cứu kỹ hơn, nếu mà bạn muốn tìm những trainer mà ở thành phố Hồ Chí Minh thôi á, thì các bạn sẽ chọn đây, chọn thành phố Hồ Chí Minh luôn, thì nó sẽ lọc ra. Xin chào các bạn, và tôi là Tân Nguyễn Martin. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể khai thác được kênh Facebook cá nhân của chúng ta để làm sao chúng ta có thể là có được khách hàng và khai thác được cái sự ảnh hưởng của thương hiệu của chúng ta, hay còn gọi là thương hiệu cá nhân. Với video clip này thì Tân sẽ chưa trình bày cụ thể cái cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên Facebook như thế nào, nhưng mà Tân sẽ điểm qua cái cách mà để bạn khai thác những cái yếu tố cách miễn phí mà liên quan đến cái Facebook cá nhân của các bạn, và chúng ta sẽ đi tới cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân ở những cái video sau. Ok ha. Rồi. Thì với cái Facebook thì bạn có thể thấy được ba kênh mà thường xuyên mà được sử dụng nhất, đó chính là kênh về trang fanpage, kênh về Facebook cá nhân của các bạn, kênh về Facebook cá nhân của các bạn, hay là một cái yếu tố khác, đó chính là group, đó chính là group ha, group Facebook. Đó là ba môi trường mà các bạn thường xuyên thấy ở trên Facebook. Tuy nhiên, với Facebook thì các bạn còn có nhiều nền tảng khác để chúng ta có thể khai thác nữa. Và gần đây nhất đó chính là Reel ha, một cái thể loại video ngắn tạo ra một cái môi trường giống như là TikTok, nhưng mà với Reel thì bạn chỉ có thể up những cái video ngắn dưới 30 giây thôi. Thì trên Instagram cũng có cái Reel giống như vậy, tại vì Instagram và Facebook nó đều thuộc về công ty Meta. Ngoài Reel ra thì các bạn còn có thể là thấy cái bản tin mà xuất hiện trong 24 giờ. Các bạn có thể up trên Story là bản tin như thế này. Rồi trên Marketfly, hoặc các bạn có thể là dùng cái công cụ livestream để các bạn có thể khai thác được khách hàng như thế nào ở trên marketing online. Thì bỏ qua cái việc mà sử dụng fanpage đi. Tại vì fanpage thì sao? Fanpage là một cái môi trường chủ yếu để là đưa thông tin tới khách hàng, cập nhật những cái chương trình ưu đãi, những sản phẩm mới cho những khách hàng cũ, cũng như là sử dụng chính, đó chính là chạy quảng cáo, để tiếp cận khách hàng, cho khách hàng nhắn tin, đặt hàng, tư vấn bán hàng, hoặc chạy chuyển đổi về những trang landing page khác, hoặc có thể là lấy list data, đặc biệt là bên bất động sản thì sẽ thường xuyên sử dụng cái công cụ này để có thể lấy được data khách hàng về để gọi. Thì đối với fanpage thì sẽ có những video clip khác Tân sẽ chia sẻ nhiều hơn về nó. Nhưng ở đây chúng ta sẽ dùng Facebook cá nhân để chúng ta khai thác như thế nào. Với Facebook cá nhân thì các bạn cần thiết phải làm yếu tố đầu tiên cho Tân, đó chính là add lên 5.000 friend. 5.000 friend ha. 5.000 friend các bạn cần add lên 5.000 friend với những cái yếu tố mà gần giống với insight khách hàng của các bạn, gần giống hoặc giống insight khách hàng của bạn. Có thể insight khách hàng của bạn là ở những thành phố lớn, hay bạn đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì bạn dùng chính thành phố Hồ Chí Minh để các bạn tìm kiếm những ai sống thành phố Hồ Chí Minh để bạn add friend. Và những người đó làm trong lĩnh vực nào, như viên văn phòng, hay là trong lĩnh vực bất động sản, hay trong lĩnh vực marketing, lĩnh vực sale, tất cả những cái lĩnh vực liên quan mà có thể trở thành khách hàng của bạn thì các bạn hãy add hết đi ha. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm như thế nào? Ví dụ ở đây là có phần tìm kiếm ha. Thì các bạn có thể là bấm vào tìm kiếm, các bạn tìm kiếm là trainer đi. Ok, ví dụ vậy. Thì ở đây các bạn cũng có thể thấy, các bạn sẽ thấy là ở đây là nó có bộ lọc, là tất cả thông tin nó sẽ ra ở đây. Thì nó có bài viết nè, có mọi người nè, ảnh video này kia ha. Thì ở đây các bạn hãy tìm kiếm ở cái phần là mọi người để tìm kiếm những cái nick Facebook mà nó có liên quan tới trainer. Các bạn hãy bấm vào mọi người. Nếu kỹ hơn, nếu mà bạn muốn tìm những trainer mà ở thành phố Hồ Chí Minh thôi á, thì các bạn sẽ chọn đây, chọn thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì nó sẽ lọc ra.
Tương tự như vậy, bạn có thể là chọn phần bạn bè là có liên quan với nhau hay không, hay là học vấn là học trường nào, hay là như thế nào, có giống mạng hay không, công việc như thế nào đó, thì bạn có thể lọc được những thông tin này và các bạn đi kết bạn hết đi. Sau khi kết bạn hết rồi thì chúng ta sẽ có được một cái lượng khách hàng tiềm năng cho chúng ta, và từ đó chúng ta có thể khai thác được cái lượng khách hàng này. Với những cái người khách hàng này thì các bạn sẽ từ từ các bạn lọc tiếp. Dĩ nhiên là không phải ai cũng sẽ tương tác với các bạn, và không phải ai cũng có duyên, gọi là chủ duyên ha, để kết nối với bạn để có thể là làm việc sâu hơn và mạnh hơn và sâu. Thì buộc các bạn phải lọc dần dần và tiếp tục add tiếp. Rồi, sau khi các bạn đã add friend lên được 5.000 friend rồi thì câu chuyện tiếp theo bạn làm gì? Câu chuyện tiếp theo bạn hãy đi phân loại cái những người bạn, những người khách hàng đó. Vì Facebook cá nhân, nếu các bạn dùng để khai thác thì các bạn hãy lưu ý một điều là các bạn không được đưa cái cuộc sống của mình lên quá nhiều trên Facebook. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái nơi các bạn dùng cho công việc, các bạn làm thương hiệu, các bạn làm những cái vấn đề liên quan tới chuyên môn, kiến thức và năng lực của các bạn đã thể hiện trên đó, để người ta có thể biết đến các bạn và tìm đến các bạn làm việc, hợp tác, kết nối. Vì vậy, những cái gì liên quan tới cuộc sống cá nhân, gia đình, vợ con thì các bạn ít post ha, vẫn post nha, đi chơi cho làm đa dạng cuộc sống lên, đi chơi quan điểm suy nghĩ cứ post lên bình thường, nhưng mà hạn chế ha, các bạn hãy ưu tiên post những cái gì liên quan tới chuyên môn công việc của các bạn. Thì Tân sẽ hướng dẫn cụ thể ở video clip về nói thương hiệu cá nhân như thế nào và cách xây dựng ra sao. Thì ở video clip này các bạn sẽ hiểu về cách khai thác cái lượt friend ở trên cái Facebook cá nhân của bạn. Khi có được cái lượt friend này thì các bạn hãy làm như thế nào để họ trở thành một người bạn của bạn. Tại vì nếu các bạn hiểu trong kinh doanh thì nó có 3 loại khách hàng, đó chính là lạnh, ấm và nóng. Thì với những cái bạn mà bạn vừa kết nối thì đó thuộc về loại khách hàng lạnh, thì bạn hãy làm sao chuyển họ thành khách hàng ấm. Cách chuyển như thế nào? Cái chuyện là bạn hãy đi tương tác họ ha, sau khi lọc ra nghề nghiệp của họ làm trong lĩnh vực nào như thế nào, để các bạn dễ quản lý và dễ tương tác và dễ liên hệ khi cần thiết, thì các bạn hãy đi tương tác họ. Tương tác bằng cách nào? Inbox chào họ một tiếng, hoặc là gửi lời chúc mừng sinh nhật đối với họ, hay đi la dạo, đi comment những bài viết của họ nếu cảm thấy hay, cảm thấy phù hợp với mình. Đi nghiên cứu thêm một số cái thông tin về sở thích của họ hay có điểm gì chung để chúng ta có thể là dễ dàng nói chuyện với nhau. Thì bạn hãy làm sao để cho họ biết về bạn, chứ không phải chỉ là friend với nhau ha, họ biết về bạn và bạn cũng biết về họ. Thì từ đó theo thời gian thì họ sẽ có cảm tình với bạn, biết về bạn nhiều hơn, và những bài viết của bạn sẽ xuất hiện trên cái timeline khi mà họ lướt Facebook, và từ đó sức mạnh của tiềm thức sẽ lên tiếng là họ sẽ nhớ về bạn, và khi cần những vấn đề liên quan tới công việc của bạn, tới ngành nghề chuyên môn của bạn thì họ sẽ dễ dàng inbox hỏi thăm, liên hệ nhờ bạn tư vấn để có thể là triển khai, và từ đó các bạn có thể khai thác được lượng khách hàng ở trên Facebook cá nhân này. Đó là một cách rất là đơn giản để bạn có thể là có được lượng khách hàng trên Facebook cá nhân một cách hoàn toàn miễn phí và rất dễ làm. Câu chuyện còn lại chỉ là vấn đề các bạn phải chịu khó tương tác, chịu khó đi kết nối, chịu khó xây dựng và tạo dựng mối quan hệ. Bởi vì sao? Bởi vì trong tất cả những nguyên lý cuộc sống thì việc tạo dựng và xây dựng mối quan hệ luôn là một yếu tố cực kỳ cần thiết giúp cho một người thành công. Thì video này Tân chỉ nói về cái vấn đề các bạn hãy làm như thế nào, add friend lên 5.000 bạn, sau đó đưa vào những danh sách phù hợp và chắt lọc từ từ, rồi đi tương tác để họ biết về mình và mình biết về họ, tạo dựng mối quan hệ để hai bên biết về nhau, và add lên 5.000 bạn những người bạn đó, bạn hãy chắt lọc từ ban đầu để cái lượng mà khách hàng tiềm năng của bạn
có chất lượng ngay từ đầu ha. Rồi, đó là cách đơn giản để bạn có thể khai thác được Facebook cá nhân và tạo ra lượng khách hàng tiềm năng, những mối quan hệ tốt và có thể khai thác được nhiều thứ lớn hơn về sau nữa. Ok, video này thì Tân xin dừng ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp trên kênh Tân Nguyễn Marketing để chia sẻ về những kiến thức marketing, những công cụ marketing, những kinh nghiệm về marketing và hướng dẫn những cách làm kỹ thuật về marketing dành cho các bạn nào đang quan tâm tới chủ đề này. Nếu video này các bạn cảm thấy hay thì hãy bấm like để ủng hộ cho Tân cũng như giúp video được truyền bá đến nhiều người hơn. Và bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì hoặc có bất kỳ nhận xét gì về video clip này hoặc muốn hỏi thêm Tân thì các bạn hãy comment bên dưới để chúng ta có thể trao đổi được nhiều hơn. Nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh vì chắc chắn Tân sẽ dành thời gian để ra nhiều video hấp dẫn và hay hơn nữa dành cho các bạn và giúp các bạn đạt được những kết quả vượt trội trong việc làm marketing, đưa sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp bạn tới với nhiều người hơn, tăng trưởng doanh số và tìm kiếm được nhiều khách hàng tiềm năng phù hợp. Ok, xin chào tạm biệt.